Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay mình đi ra mắt một cái sự kiện xe, và đặc biệt mình đã mượn được của hãng Yamaha hai chiếc xe chưa lăn bánh luôn. Và hai chiếc xe hiện tại mới ra theo đúng ý thích như anh em ở trên kênh của mình đòi, là xem Yamaha MT-03 đời mới với lại R3 đời mới. Đó. Thì theo như mình tìm hiểu là nó không khác gì đời cũ nha, nó công suất máy nó không khác gì đời cũ, nó là vẫn như cái máy như xe cũ luôn. Đây thì nó có thay đổi những một số thứ rất là đẹp hơn, giống như là dàn đầu nè, dàn đầu hai con. Đầu tiên là mình đi cái chiếc sport bike trước đi ha. Thì ở đây mình nói nhanh nha, tại vì mình phải về, tại vì ở đây là ở Long An và mình phải chạy về Sài Gòn gấp có việc, cho nên mình không thể ở lại lâu nha anh em. Thì đây là con Yamaha R3 đời mới 2020. Thì nó thiết kế theo kiểu series cái R6 đó đồ anh em, giống như R6 đời mới là cái đầu nó y chang vậy luôn, rất là đẹp ha anh em ha. Nhưng mà mình thấy nó không có cân xứng với cái đuôi, cái đuôi nó vẫn giống cái con xe cũ nha anh em. Các bạn chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi vẫn có được diễn ra. Cái đuôi này mà thiết kế thêm một cái hốc nữa. Cái hốc nữa là mình nghĩ nó đã sẽ đẹp. Một cái hốc nữa là mình nghĩ sẽ đẹp. Cải tiến hơn nè. Là có phụ upside down đẹp rồi. Yamaha luôn nghe ý kiến của khách hàng. Đó. Quay cho anh em coi phụ upside down. Ở tại chương trình của chúng tôi thì có các khu vực chạy thử xe, ABS, trưng bày xe, khu vực tư vấn đại lý và khu vực tư vấn phụ tùng. Ở cái con này thì cái Yamaha nó ở cái con R3 này thì cái xi nhan của nó mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà qua cái con MT đời xi nhan rất là đẹp luôn. Đó, quay cho anh em so sánh cái xi nhan này đẹp không? Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Phần đầu đèn cũng rất là đẹp, nó giống như MT-15 nhưng mà nó đẹp hơn nhiều, nhìn ở ngoài đẹp hơn nhiều. Phuộc upside down nha. Nhiều anh em nói phuộc đen là không phải phuộc upside down, nhưng mà phuộc đen á cũng là upside down nha anh em. Chứ không phải là tự nhiên thấy màu đen của người ta là kêu người ta phuộc thường đâu, tào lao á. Đó. Thì hiện tại mình khá là đuối luôn, tại vì hoạt động cả buổi, cả từ sáng tới giờ rồi rất là mệt. Thì cái bảng đồng hồ điện tử mới đây. Đẹp lắm, để chút mình lấy chìa khóa mình mở lên cho anh em xem. Size lớp trước lớp sau vẫn y như cũ ha anh em ha. Đuôi thì mình thấy vẫn giống như cũ nè. Chiều cao yên nè, mình 1m7 rồi. Thoải mái không? Rất là thoải mái luôn. Rất là thoải mái. Bình xăng thì mình thấy có vẻ là nó thêm nhựa bự hơn nha. Bình xăng to hơn à. Bình xăng to hơn, đẹp hơn à. Đẹp lắm, nhìn bình xăng giống như là bình xăng của Z1000 phân khối lớn thôi. To ơi là to. Nhưng mà cái nắp bình xăng thì vẫn như cũ. Bình xăng đẹp à. Thêm nhựa vô đẹp à. Khúc này vẫn đẹp mà. Nói chung tuyệt vời. Đúng là Yamaha càng ngày càng nghe lời những người tiêu dùng ha. Nhìn đã ghê luôn á. Nhìn ngầu. Nhất là con R3 này. Nhìn ra được y như một cái con phân khối lớn rồi. Rất là đẹp. Từ cái phần ghi đông cho tới mặt đồng hồ. Tuyệt đẹp luôn. Rất là đẹp. Ống xả thì vẫn như cũ. Đó. ABS trước sau. Tuyệt đẹp luôn. Xe chưa lăn bánh luôn nha anh em. Đây, quay Yamaha này. Xe chưa lăn bánh luôn, rất là đẹp. Xi nhan này thì nó vẫn thiết kế kiểu cũ ha. Nhưng mà cái xi nhan của MT thì tuyệt đẹp ha. Đây, quay xi nhan sau cho anh em xem. Mình không biết cái này là
dinh của nó hay là hãng thay lại ha. Nhưng mà mình thấy cái này đẹp, tại vì xe này là có thể nói là lần đầu tiên mình thấy luôn, lần đầu tiên mình thấy luôn á. Còn cái con MT03 thì anh em biết rồi, mình bán rất là nhiều luôn. MT03 đời cũ mình bán rất là nhiều. Còn R3 này mình cũng đã từng bán một chiếc rồi, R3 đời mới luôn á, đã từng bán một chiếc. Nhưng mà con này lần đầu tiên mình thấy nó ở ngoài, lần đầu tiên mình thấy nó ở ngoài. Rất là đẹp. Hốc gió, hốc gió là có thể thò tay vô. Tuyệt vời. Đèn y chang MT15, cái đèn dưới này nè, thiết kế y chang MT nhưng mà nó đẹp hơn, nó nhọn hơn MT15.